Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam diễn ra tại sân Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vào lúc 18 giờ ngày 23 tháng 12. Trận lượt về đá ở sân Việt Trì, tỉnh Phú Thọ lúc 17 giờ ngày 27 tháng 12. Đây là hai trận đấu nhằm chuẩn bị cho những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021 của cả hai đội tuyển, bao gồm vòng loại World Cup 2022, AFF Cup 2021 và SEA Games 31. Khả năng cao, huấn luyện viên Park Hang-seo đưa ra nhiều thử nghiệm về nhân sự và chiến thuật đối với đội tuyển U22 trong trận này. Còn ở đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên người Hàn Quốc lại hướng đến mục tiêu tìm sự ổn định cho bộ khung quen thuộc. Khoảng 3 tháng nữa đội sẽ đá vòng loại World Cup và gần 1 năm qua thì lại ít được đá chung. Sơ đồ chiến thuật của đội tuyển Việt Nam sẽ xoay quanh những cái tên nào? Ở hàng tiền đạo, cầu thủ Văn Quyết sẽ trở lại sau khoảng 2 năm vắng bóng không được lên đội tuyển. Hai tiền đạo còn lại rất có thể sẽ là Tiến Linh và Quang Hải. Bộ đôi tiền vệ trung tâm là hai cái tên quen thuộc Hùng Dũng, Tuấn Anh. Trong khi hành lang cánh phải sẽ được trao cho Trọng Hoàng, còn Văn Thanh là người thay thế Văn Hậu ở hành lang trái. Ở hàng phòng ngự, người thi đấu bên cạnh Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng rất có thể sẽ là Thành Trung. Bùi Tấn Trường sẽ đảm nhận vị trí thủ môn. Đội tuyển U22 Việt Nam có thể cũng sẽ đá với sơ đồ 3-4-3. Nguyễn Trần Việt Cường có thể là người chơi cao nhất bên cạnh Mai Xuân Quyết và Lê Minh Bình. Ở hàng tiền vệ, cầu thủ có phong độ cao ở giải U21 quốc gia là Nguyễn Văn Việt sẽ đá cặp với Hữu Thắng. Hành lang cánh phải có thể được trao cho Dũng Quang Nho. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhiều lần thử nghiệm cầu thủ của Hoàng Gia Lai ở vị trí này. Cánh đối diện sẽ là Mai Sĩ Hoàng, cầu thủ trẻ gây ấn tượng mạnh trong màu áo Sơn Lam Nghệ An. Huấn luyện viên Park Hang-seo có thể sẽ đưa Bùi Hoàng Việt Anh xuống đá ở đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu bên cạnh bộ đôi Nguyễn Thanh Bình và Trần Văn Công. Trong khung gỗ, cái tên sáng giá nhất chính là thủ môn Văn Toản. Đây là trận đấu giao hữu với nhiều thử nghiệm về mặt chiến thuật nên nhà cầm quân Hàn Quốc chắc chắn sẽ có những thay đổi gây nhiều bất ngờ cho người hâm mộ. Ông Park cũng chia sẻ đội tuyển U22 Việt Nam hoàn toàn có thể gây bất ngờ trước các đàn anh. Bóng đá thì có nhiều biến số, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.